Hôm nay anh em chúng tôi đi rừng Sông Tôn đây, đi mà xe bị lủng lốp rồi. Con hết rồi đấy rồi. Rách, lòi hết cả xăm ra, quấn cả vào xích rồi. Ở đây thì không có cái tiệm xe nào. Đây là phải cố gắng chạy mấy cái số để tìm vào cái tiệm sửa xe. Úi giời. Đây là chỉ còn xe thì còn mỗi cái lốp thôi. Tôi đi dọc theo con sông này đi thẳng lên trên kia thì xem không biết trên đấy sẽ có những cây lan gì. Bởi tôi thấy những cây thân gỗ ở trên này rất là đẹp. Khả năng này có nhiều loại lan. Tôi vừa mới lấy được một nhánh hỏa hoàng cam ở trên cái cây nhỏ nhỏ trước mặt đây. Cái cây này nó nhỏ mà cái nhánh hỏa hoàng cam này nó mọc ở rất là xa, cho nên tôi phải dùng cái cây tre này, cái tre dài này để khều được cái nhánh hỏa hoàng cam này. Rất may là nó mọc trên một cái thân gỗ nó bị mục hết rồi đây các bác ơi, nó mục hết rồi này nên là chọc xuống nó cũng dễ. Cây này thì được 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cặp rưỡi lá. Và cũng vừa mới qua mùa hoa của nó xong. Đây vẫn còn sót lại những bông hoa tàn trên những cái cần hoa đây. Cây này thì vừa rồi được 4 cần hoa. Khá dài. Đấy. Quá đẹp cho một cuộc tình. Rồi, tôi lại bắt đầu cuộc hành trình của mình đây. Vẫn một dòng sông Tun đi về phía thượng nguồn. Tôi vừa lại hái được thêm một nhánh hỏa hoàng cam ở trên cái cây này. Leo lên cũng khá mệt đấy ạ. Rất may là cái cây này nó còn lại một cái cần hoa duy nhất để cho các bác cùng ngắm. Đấy, có thể thấy được cái sắc màu của cây hỏa hoàng cam. Mùa hè đã nóng được rồi, bây giờ nhìn thấy màu sắc của cây này nữa thì càng rực rỡ hơn. Chiều đi dạo rừng sông Tun một lúc được hai nhánh hỏa hoàng cam. Đấy. Trên cây có một nhánh quế tím ạ, một nhánh quế tím lớn rất là đẹp. Mùa này thì quế tím thì có cây đang hoa và có cây thì nó đã tàn rồi. Cây này thì nó đã tàn hoa rồi các bạn ạ. Giờ tôi sẽ gỡ nó xuống. Đang đu trên cây đây, nó rất là mỏi. Tôi đã hái được em nó rồi. Và như tôi nhìn thấy một bụi quế tím đang có hoa kìa, nằm dưới đất. Tôi tiến lại xem sao lại ở dưới này. Đây rồi.
ui, nó bám trên cái khúc gỗ mục lắm rồi. Cái khúc gỗ này, cái khúc gỗ mà có thể lấy tay mà cạy được ra đây các bác này. Đấy, nó xốp, nó gọi là những cái giá thể này nó không thể nào mà mình thích hợp cho cây lan nữa. Mục hết rồi, từ trong ra ngoài. Có lẽ là cái bụi quế tím này là đầu ngọn của cái thân cây này, đã mục theo năm tháng và gió lớn thì nó sẽ đổ. Dù có rơm đất nhưng mà cái sắc đẹp của nó thì vẫn khiến cho chúng ta phải siêu lòng. Đây, để tôi quay cận cảnh cho các bác được xem cái nét đẹp của loài hoa sương gió khi mà nó sinh tồn cũng như là nở hoa trên rừng. Những cái cánh hoa này nó cũng đang bắt đầu tàn mất rồi. Cũng may tôi vừa đến và còn kịp được ngắm hương sắc của em nó ở ngoài tự nhiên. Hai chùm hoa rất là dài, những bông hoa rất là to và tím, màu hoa rất đẹp, thơm, hương thơm nhẹ nhẹ. Lá héo hết rồi đấy các bác ơi. Có lẽ là do là nằm đây nắng khô và nằm dưới đất nữa. Nếu mà mình phát hiện muộn ra chút nữa thì chắc là em nó sẽ về với đất thôi. Nhưng may quá. Cây này bây giờ mình về mình chăm tưới tốt thì nó sẽ bù lại được. Cái lá nó sẽ ấy hơn, nó căng hơn. Nó không héo, không nhăn như thế này nữa. Đây là cây quế tím thứ hai mà tôi phát hiện ra trong buổi chiều hôm nay. Thì cây trước thì nó không có hoa, bù lại thì cây này. Cuối cùng tôi cũng được mãn nhãn, được ngắm hoa tại tự nhiên. Đây, trước mặt là một bụi quế tím đây các bác ơi. Không thể lên được nữa. Cây quá to, tôi không ôm nổi nữa. Rất là mệt rồi. Cố gắng quay cho mọi người xem cái bông hoa ở tại rừng này. Đây là cây quế tím. Đẹp quá. Nhưng mà thôi, để nó tô điểm cho nét đẹp của những cái khu rừng khô khốc này đi. Giờ tôi sẽ lại trèo xuống. Cây quá to, ôm không hết được vòng tay. Nên là tôi cũng không mạo hiểm để leo lên nữa. Mệt quá. Nhưng mà thấy hoa đẹp là cảm thấy cũng sung sướng rồi. Mặc dù không lấy được em nó nhưng mà cũng cảm thấy có một cái gì đó nó khỏe khoắn trong người. Đây, tôi vừa phát hiện ra được những cái nhành quế tím đang nở hoa trên cành đây các bác ơi. Vui không gì tả nổi. Hoa rất là to, rất là đẹp. Nguyên ổ này có 3 cây. Cây nào cũng to cả. Phía trên kia thì còn một cây cũng đang nở hoa đấy. Trên cây này cũng có vài nhánh quế tím. Đấy, để quay lần lượt cho các bác xem. Cây to, cây nhỏ đủ cả. Cây mẹ, cây con đủ hết. Cây mẹ thì nằm ngoài xa này. Hoa
trên cây rất cao. Trời cũng bắt đầu xế chiều rồi. Và bây giờ cũng là lúc mà tôi sẽ phải trở về với doanh trại của anh em chúng tôi đóng ở phía dưới kia. Đấy, bây giờ tôi phải lên đường thôi. Lên đường đi về thôi. Chiều ngày hôm nay thì tôi cũng đã hái được những bụi hỏa hoàng cam đang có hoa. Những bụi quế tím đang có hoa. Tất cả đều rất đẹp. Cái ký sự dạo rừng tầm lan sông Tun chiều hôm nay thì tôi xin phép khép lại tại đây. Thì hẹn các bác trong những cái video tiếp theo. Thì mong các bác nhấn đăng ký kênh để ủng hộ, để tôi có động lực để làm những cái video thú vị hơn, với những video trải nghiệm thực tế tầm lan rừng và những cái kỹ năng sinh tồn ở nơi hoang dã. Xin cảm ơn ạ.